lời đầu tiên cho phép con được gửi tới quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa đức cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý vị, trong niềm vui hân hoan của toàn thể giáo hội mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng hương giáo hạt chúng con rất vinh dự được nhận hai thánh là trụ cột của giáo hội làm bổn mạng. Chúng con xin tri ân sự quan tâm ưu ái của cha chánh xứ, giáo xứ Đông Quang và hội đồng mục vụ giáo xứ đã tạo điều kiện cho chúng con được tổ chức thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng tại thánh đường giáo xứ Đông Quang và được tổ chức tiệc mừng tại hoa viên giáo xứ hôm nay. Con xin giới thiệu có sự hiện diện của đức cha Phêrô, nguyên giáo mục giáo phận Phú Cường. Xin chúng ta nổ một tràng pháo tay chúc mừng đức cha. Con cũng xin giới thiệu có các cha dòng thừa sai, dòng Chúa thương xót, ban thường vụ hội đồng hương giáo phận Bùi Chu miền Nam, đại diện đồng hương giáo hạt thuộc địa phận Bùi Chu miền Nam, đại diện hội đồng hương huyện Giao Thủy miền Nam, đại diện hội đồng hương xã Giao Lạc miền Nam, đại diện ban lãnh đạo xã Giao Lạc quê hương. Xin tất cả chúng ta chúc mừng bằng một tràng vỗ tay. Và để buổi tiệc được diễn ra sớm nhất, con xin được phép kính mời đức cha ban phép lành của ăn cho chúng con. Rồi tất cả mọi người, chúng ta ngồi, chúng ta đọc kinh lạy cha. Nhân danh cha và con và thánh thần, amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đế, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa đã quy tụ chúng con lại đây để mừng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Giờ đây chúng con cùng chia sẻ với nhau trong bữa ân này. Xin Chúa chúc lành và làm phép chánh của anh để cho con hưởng dùng và tôn vinh danh Chúa và phục vụ anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúc mọi người ngon miệng. Chúng con xin cảm ơn đức cha. Và để thay đổi không khí một chút, con xin phép đức cha, quý tu sĩ nam nữ, con được giới thiệu hoạt cảnh với tựa đề Hãy theo Thầy của gia đình lòng thương xót. Xin mời quý sơ của gia đình lòng thương xót. Thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, miền Judea dưới thời cai trị của bạo chúa Herode, ông ta ra lệnh bắt và giết tất cả các môn đệ và những người tin theo Đức Giê-xu, vì điều đó đẹp lòng người Do Thái. Trong nhóm người được sai đi có một thanh niên tên là Sao-lô, sinh tại thành Tác-xô xứ Cilicia. Sao-lô là một người Pha-ri-siêu nhiệt hành, với việc cho rằng những điều các môn đồ giao giảng nhân danh Đức Kitô là đi ngược lại với lề luật của Mô-sê và là mối đe dọa lớn đến đạo Do Thái, nên ông tìm bắt và giết những người tin vào Chúa Giê-xu. Các người hãy lục soát tất cả mọi nơi trong thành, bắt hết lũ người tin vào Giê-xu về đây cho ta. Rõ, thưa Ngài. Đi nhanh và bắt không chừa một tên. Thưa Ngài, chúng tìm cách bỏ chạy. Kẻ nào chống đối, giết không tha.
Nếu không làm được, hãy mang đầu các ngươi đến gặp ta. Dạ dạ dạ, xin làm ngay thưa ngài. Đưa tất cả chúng nó về Jerusalem. Sau khi đã hoàn thành việc bắt bớ tại Jerusalem và các thành nhỏ lân cận, ông muốn tiến đến những thành xa hơn, đặc biệt là Damas, bởi nơi đây tập trung rất đông những người tự xưng mình là Kitô hữu. Nhưng vì thẩm quyền không cho phép, nên ông không thể thực hiện ý định đó. Vì vậy, ông tìm đến vua Herode để xin giấy giới thiệu đến các tư tế ở thành. Sau khi diện kiến vua Herode, Sao-lô không chỉ được trao thẩm quyền mà còn được trao cho một đội quân bảo vệ tinh nhuệ để đến Damas. Với sức trẻ và lòng nhiệt thành, Sao-lô lên đường thẳng tiến Damas mà không hề hay biết những điều đang chờ mình trên đường tới đó. Tôi mù rồi, tôi không thấy được gì cả. Ông là ai? Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Ông không phải ông đã chết rồi sao? Không phải ông đã bị người La Mã giết một cách nhục nhã trên cây thập giá rồi đó ư? Ta là Thiên Chúa của tổ tiên ngươi. Ta hằng sống và cái chết của ta là để cứu độ con người và để trả giá mà Adam và Eva là nguyên tổ các ngươi đã phạm. Ôi lạy Chúa, xin hãy tránh xa tôi, vì tôi không đáng để được ngài ghé mắt nhìn đến. Những người xung quanh ngươi không nghe và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đừng nói gì với chúng, hãy đứng dậy và đi vào trong thành. Người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Thầm từ gieo sự sống,
Và bây giờ con xin phép được giới thiệu đến các đơn vị có hoa chúc mừng. Đơn vị đầu tiên con xin trân trọng giới thiệu đại diện Hội Đồng Hương huyện Giao Thủy tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính mời đại diện của Hội Đồng Hương huyện Giao Thủy và xin mời đại diện của Giáo hạt Đại Đồng sẽ lên trên sân khấu để nhận hoa chúc mừng. Xin mời đại diện của Đồng Hương Giáo hạt Đại Đồng lên nhận hoa chúc mừng. Hân hoan hát ca vang lừng, hân hoan chúc khen ca mừng, mừng Thánh Phêrô tông đồ hiền vinh, ngài cầm chìa khóa nước. Vâng, xin cảm ơn đại diện Đồng Hương Giao Thủy tại miền Nam. Và tiếp theo xin mời đại diện của Giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng quê hương. Khi chờ đợi Giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng, con xin kính mời Đồng Hương xã Giao Lạc sẽ lên có lãng hoa chúc mừng Hội Đồng Hương Giáo hạt Đại Đồng miền Nam. Vì ngài đã bấu suốt con một lòng thề hứa sắt son. Xin cảm ơn ông đại diện Đồng Hương xã Giao Lạc đã có lãng hoa chúc mừng Hội Đồng Hương Giáo hạt Đại Đồng hôm nay. Ngài cầm chìa khóa nước trời được làm nên mong. Và tiếp tục là lãng hoa của ban lãnh đạo xã Giao Lạc quê hương chúc mừng Hội Đồng Hương Giáo hạt Đại Đồng hôm nay. Vâng, xin cảm ơn ông đại diện của xã Giao Lạc quê hương, xin cảm ơn ông. Và tiếp tục xin mời Giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng quê hương. Xin mời Giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng quê hương, xin người đại diện của Giáo xứ Đại Đồng quê hương. Đồ hiền vinh, ngài cầm chìa khóa nước trời, được làm nên mong giao hội và làm thủ lãnh, hướng dẫn chăm lo đoàn chiến. Ngài cầm chìa khóa nước trời. Vâng, xin cảm ơn ông đại diện cho Giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng quê hương. Và để tiếp tục, xin mời đại diện Đồng Hương Giáo hạt Tương Nam ở miền Nam sẽ chúc mừng Hội Đồng Hương Giáo hạt Đại Đồng hôm nay. Xin mời một vị đại diện cho Giáo hạt Tương Nam. Vâng, xin cảm ơn ông đại diện cho Giáo hạt Tương Nam đã có lãng hoa chúc mừng Đồng Hương Giáo hạt Đại Đồng hôm nay. Và để tiếp tục, xin mời đại diện của Đồng Hương Giáo xứ Lạc Nam miền Nam cũng có lãng hoa để chúc mừng Đồng Hương Giáo hạt Đại Đồng hôm nay. Xin kính mời đại diện Đồng Hương Giáo xứ Lạc Nam miền Nam. Vâng, xin cảm ơn ông đại diện Đồng Hương Giáo xứ Lạc Nam miền Nam. Và để tiếp tục, xin mời đại diện Đồng Hương Giáo xứ Thanh Thủy miền Nam cũng có lãng hoa chúc mừng Hội Đồng Hương Giáo hạt Đại Đồng miền Nam hôm nay. Hai vị thánh thu linh tâm đồ là bạn hương của Chúa Kitô là tâm đồ. Xin mời ông đại diện Phêrô và Phaolô. Vâng, xin cảm ơn ông đại diện Hội Đồng Hương Giáo xứ Thanh Thủy miền Nam đã có lãng hoa chúc mừng. Xin mời đại diện công ty giày Đức Phú. Vâng, xin cảm ơn ông đại diện cho công ty giày Đức Phú đã có lãng hoa chúc mừng. Và tiếp tục xin mời đại diện của kỹ nghệ sắt Đức Thịnh cũng có lãng hoa chúc mừng Hội Đồng Hương Giáo hạt Đại Đồng hôm nay. Xin mời đại diện của kỹ nghệ sắt Đức Thịnh. Vâng, xin cảm ơn ông đại diện cho Đức Thịnh kỹ nghệ sắt đã có lãng hoa chúc mừng. Và tiếp tục xin mời đại diện cho đơn vị trang trí tiệc cưới và sự kiện Trường Nguyễn cũng có lãng hoa chúc mừng Hội Đồng Hương Giáo hạt Đại Đồng hôm nay.
Xin mời đại diện trang trí tiệc cưới và sự kiện Trường Nguyễn. Chúng con cũng nhận được lẵng hoa của đồng hương giáo phận Bùi Chu miền Nam. Con xin kính mời đại diện đồng hương giáo phận Bùi Chu miền Nam sẽ lên tặng hoa cho đại diện của giáo hạt Đại Đồng. Vâng, chúng con nhận thấy có ông chủ tịch hội đồng hương giáo phận Bùi Chu tại miền Nam đã lên chúc lắng hoa và có quà để chúc mừng cho hội đồng hương giáo hạt Đại Đồng hôm nay. Vâng, chúng con xin cảm ơn ban thường vụ đồng hương của giáo phận Bùi Chu miền Nam đã hết sức quan tâm đến giáo hạt Đại Đồng chúng con. Và sau đây ông chủ tịch hội đồng hương giáo phận cũng có đôi lời chia sẻ với chúng con trong dịp vui mừng hôm nay. Xin kính mời ông. Trọng kính Đức Cha Phêrô, Cha Chánh Sứ Giáo Sứ Đồng Quang, quý cha, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý chức hội đồng mục vụ Giáo Sứ Đồng Quang, quý vị đại diện cho lãnh đạo xã Giao Lạc quê hương, quý vị đại diện cho đồng hương tỉnh Nam Định, đồng hương huyện Giao Thủy, đồng hương xã Giao Lạc, quý khách hiện diện, kính thưa quý chức đồng hương giáo phận Bùi Chu, quý chức đại diện đồng hương giáo hạt Đại Đồng cùng cộng đoàn. Hôm nay con đại diện cho quý chức cùng cộng đoàn đồng hương giáo phận Bùi Chu tại miền Nam hiện diện hiệp cùng với giáo hạt Đại Đồng trong thánh lễ, hiệp cùng Đức Cha, quý cha tạ ơn Thiên Chúa, mừng kính bổn mạng. Và giờ này trong bữa tiệc vui niên hoan mừng kính bổn mạng, con xin đại diện cho đồng hương giáo phận Bùi Chu tại miền Nam chúc mừng bổn mạng của Đức Cha Phêrô, chúc mừng bổn mạng của đồng hương giáo hạt Đại Đồng tại miền Nam. Kính thưa quý vị, đồng hương giáo hạt Đại Đồng khởi điểm khi thành lập đồng hương giáo phận Bùi Chu, xuất phát điểm thì chỉ có 1-2 giáo xứ có đồng hương. Qua quá trình thành lập đồng hương giáo hạt và đến nay đồng hương giáo hạt Đại Đồng gần như phủ kín 10+ giáo xứ trong giáo hạt có đồng hương. Thay mặt cho đồng hương giáo phận, xin trân trọng ghi nhận và chúc mừng sự hy sinh điều hành và kết nối của ban điều hành đồng hương giáo hạt Đại Đồng tại miền Nam đã hy sinh cống hiến vì đồng hương, vì giáo hội nằm rạng danh Thiên Chúa. Và hôm nay trong khuôn khổ thánh lễ tổ chức một thánh lễ rất long trọng và một buổi tiệc rất vui vẻ. Và nhân đây con cũng xin thưa đồng hương giáo hạt Đại Đồng, tối mai sẽ là ngày tổng kết và bàn để tổ chức cho thánh lễ bổn mạng của đồng hương giáo phận Bùi Chu. Xin kính mời quý chức trong giáo hạt, các đoàn hội chúng ta tham gia và hy sinh phục vụ cho giáo hạt, rồi rút kinh nghiệm trong buổi tổ chức hôm nay để kết nối tham mưu để cho ban thường vụ đồng hương giáo phận tổ chức thánh lễ của đồng hương giáo phận long trọng sốt sắng. Thánh lễ của bổn mạng của đồng hương giáo phận được Đức Cha cho phép tổ chức tại giáo xứ Tân Hương vào chiều ngày 9 tháng 8 năm 2024. Xin kính mời quý vị cùng cầu nguyện và hiệp thông trong thánh lễ. Và một lần nữa thay mặt cho quý chức đồng hương giáo phận, con xin kính chúc sức khỏe Đức cha, quý khách, quý vị hiện diện một sức khỏe tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Xin trân trọng.
Vâng, đồng hương giáo hạt đại đồng, chúng con xin hết lòng cảm ơn ông chủ tịch hội đồng hương giáo phận Bùi Chu tại miền Nam đã có những chia sẻ và động viên với hội đồng hương giáo hạt đại đồng chúng con, và cũng có những thông tin để chuẩn bị cho ngày gặp mặt của giáo phận. Chúng con sẽ ghi nhớ và sẽ thông tin cho những người con của đồng hương giáo hạt đại đồng miền Nam để biết được những thông tin sớm nhất, chuẩn bị cho cái ngày đại lễ đồng hương giáo phận Bùi Chu tại miền Nam. Vâng, xin cảm ơn ông.